Có một điều tôi không thể hiểu nổi, đó là trọng tài đã cho thời gian bù giờ là 6 phút, khi đó chúng tôi có hai quyền thay người, mà không hiểu sao mà thời gian bù giờ lại thêm 4 phút nữa tới phút 100. Đó là trận đấu thứ hai trong mùa giải năm nay chúng tôi đã gặp phải tình trạng này. Tôi không muốn nhắc đến trọng tài nữa. Thế rốt cuộc 90 cộng 6 là bằng bao nhiêu đây? Nếu như trọng tài Ahmed Ankhab đã cho ra phép tính bằng 99 khi đã bù thêm cho đội tuyển Bahrain tới 3 phút nữa, đến khi mà đội bóng Tây Á gỡ hòa thì mới tuyệt còi, thì ở Việt Nam xa xôi, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải người Hải Phòng đã tính toán khá chi lì khi tình huống mà bóng chết là thời gian 97 phút 12, tức là ông phải chờ tình huống bóng chết thì mới thổi còi, nên thời gian dôi ra thêm một chút. Biết là huấn luyện viên Paul King bất lực với trọng tài chính hôm qua, nhưng vị vua áo đen này có vẻ làm đúng nhiệm vụ của mình đấy chứ. Có lẽ chẳng cần phải chờ đến lúc Tuấn Hải chuẩn bị sút pen để mô tả rằng đây là trận derby hay nhất trong những năm gần đây, mà hãy nhìn ông trọng tài này. Vừa nghe thấy tín hiệu từ các đồng đội từ tổ VAR, trọng tài Mạnh Hải chạy một mạch đến màn hình VAR để xem lại xem có tình huống gì đó có khả năng dính penalty hay không. Phút cuối cùng rồi mà còn xem VAR thì có thót tim không ấy chứ. Trong trận đấu đúng là hay thật, trên khán đài thì các cổ viên thi nhau cả khịa bằng những bài hát trời ơi ba chấm lại thua nữa rồi, thì dưới sân tất cả đang hồi hộp chờ đợi trọng tài có dám thổi pen này không. Thế mà ông ta thổi thật, mặc dù bị tới 7 cầu thủ Công an Hà Nội vây quanh, nhưng ông tài quen mặt này vẫn kiên định với quyết định của mình trong sự ấm ức và liên tục chửi thề bởi huấn luyện viên Mano Paul King và người trợ lý của ông. Bùi Hoàng Việt Anh vẫn rất kiên trì bám đuôi trọng tài mong và được quyết định được rút lại. Nhưng một khi đã xem lại VAR và đưa ra quyết định thì còn mặt mũi nào và làm khác chứ Việt Anh ơi. À mà trước khi câu lạc bộ Hà Nội thực hiện quả pen này, trọng tài Nguyễn Mạnh Hải vẫn không quên tặng lì xì cho trợ lý Pena Viegas, người đã nói rất nhiều từ lúc xem VAR đến bị thổi pen. Ông này thì nổi tiếng vì thích cãi nhau từ hồi làm trợ lý cho Paul King ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là lúc mà Pena Viegas thể hiện mình rồi đây. Trước khi chúng ta cùng đến với quả sút pen này của Tuấn Hải, thì cùng lúc trên khán đài, ekip của bình luận viên Anh Quân bóng đá Việt Nam đã bắt gặp được Duy Mạnh đang chăm chú xem pha bóng định mệnh này. Chúng ta cùng nhau hướng đến hai nhân vật này trong cùng một khung hình xem cảm xúc có khác hơn khi xem một pha cận cảnh không nhé. Trước đó thì Pedro có vẻ là rất muốn đá quả pe này, tuy nhiên Văn Trường đã giật lấy trái bóng và trao cho Tuấn Hải. Tuấn Hải, tỷ số được cân bằng 1-1 cho câu lạc bộ Hà Nội. Sau bao cố gắng thì cuối cùng câu lạc bộ Hà Nội cũng tìm được đường vào khung thành của đội khách. Bàn thắng ở những phút bù giờ khiến Duy Mạnh trên khán đài cũng rất muốn chạy xuống sân để ăn mừng với đội luôn, kể cả khi anh đang bị chấn thương. Nói thật thì El Clasico cũng chỉ cảm xúc đến thế mà thôi. Trận đấu này thật tiếc cho những người bỏ lỡ nó. Tuấn Hải vừa mới trở lại sau chấn thương, cậu ta lại tỏa sáng trong những trận cầu đỉnh. Trước đó thôi, chính Tuấn Hải đã có pha volley đẹp mắt hạ gục Nguyễn Philip. Tuy nhiên công nghệ VAR lại từ chối do anh đã rơi vào vị trí việt vị. Tuấn Hải hay bao nhiêu thì các ngoại binh của câu lạc bộ Hà Nội lại đang thể hiện phong độ khá tầm thường và cũng đôi lúc tệ hại nữa. Không phải là không có cơ hội dành cho Pedro và Augustin, tuy nhiên họ lại tự đá đi những lần ăn mừng của mình đấy chứ. Trở lại một chút với không khí trước trận derby, khán đài B đang rất nhộn nhịp vì một nửa thế giới khi những người phụ nữ trên sân được tặng quà một cách đầy bất ngờ bởi hội cộng viên Hà Nội nhân dịp 20 tháng 10. Ekip của chúng tôi cũng đã rất nhanh tay để ghi lại những hình ảnh của một nửa thế giới đang có mặt tại sân. Cùng với đó thì U12 Hà Nội cũng được cử đi đến rất đông để tạo nên bầu không khí sôi sục nhất trước màn thư hùng này của đôi bên. Các bạn có thắc mắc là tại sao trận derby thủ đô giữa Hà Nội FC và Công an Hà Nội luôn hấp dẫn và có tính kình địch cao đến như vậy không? Có lẽ là do một yếu tố rất quan trọng, đó là đội bóng ngành công an đã mua hết những con người mà có thể sẽ trở thành biểu tượng mới của câu lạc bộ Hà Nội trong tương lai như Đoàn Văn Hậu hay Quang Hải và cả Bùi Hoàng Việt Anh nữa. Vì thế những cổ động viên của họ không chấp nhận rằng câu lạc bộ Hà Nội đang thua thiệt ngay trên sân nhà của mình, trên cả chính sách mua bán và giữ chân cầu thủ nữa. Nếu như cần tìm một nhân vật mà mệt mỏi nhất trong trận đấu này thì có lẽ tôi chọn Phạm Xuân Mạnh, khi cánh phải của đội bóng áo trắng đã tỏ ra yếu thế trong những pha đua tốc với Đình Bắc. Không ít lần chúng ta cảm nhận được Xuân Mạnh dường như hết hơi mà không thể bám đuổi tiền đạo của Công an Hà Nội được. Đúng là sau chiều đạo huấn luyện viên Trussier thì Đình Bắc trông khác thật. Anh ta kinh nghiệm và bản lĩnh hơn để bản thân có được tương lai tươi sáng, giúp U23 và đội tuyển quốc gia đi đến những thành công mới trong năm 2024. Trở lại với những pha bóng rất đáng chú ý của trận đấu, đây sẽ là tình huống nguy hiểm khi người đang đứng trước quả đá phạt đó là Quang Hải. Và các bạn có thể thấy rằng chỉ với 4 đường truyền bổng thôi, Công an Hà Nội đã có bàn thắng do công của Leo Arthur. Và đúng tính chất của trận derby, cái cách ăn mừng nhiệt huyết như thế của cầu thủ đến từ Brazil cũng đủ để khiến các cổ động viên phía đối diện cảm thấy nóng mắt. Còn những cổ động viên đã khoác trên mình màu áo đỏ thì lại có dịp để gáy. Và đây đã là bàn thắng thứ 3 sau 3 trận tại V-League mà Leo đã ghi được. Anh này quả thật đẳng cấp, đã được chứng minh khi từng khoác áo tại Corinthians ở giải Serie A Brazil. Có lẽ bởi thế nên không khó để Leo tự hòa nhập vào dàn sao của Công an Hà Nội nhanh đến thế,
khi bản thân anh cũng là một ngôi sao trước đó tại mùa giải 2023-2024. Nhìn thấy những chân sút ngoại của Công an Hà Nội liên tục lên tiếng thì trên khán đài B1 của sân Hàng Đẫy, nếu các bạn có dịp để hòa chung không khí với những cổ viên gạo cội bên phía Hà Nội FC thì có thể nhận thấy họ là những cổ viên nhiệt huyết và yêu đội bóng đến mức nào. Và trong trận derby này, họ thậm chí chửi đội nhà. Những từ ngữ phải nói là khó nghe, cho thấy vị thế của câu lạc bộ Hà Nội lúc này đang không còn giữ được ở vị trí độc tôn nữa. Trong khi trận derby đang diễn ra thì đầu cầu Nam Định đã có bàn thắng đầu tiên dành cho Nguyễn Xuân Son từ khi anh chàng này có quốc tịch Việt Nam. Công Phượng cũng trở lại với một bàn thắng và đang khiến cho giải hạng nhất được quan tâm hơn cả V-League trong thời gian này. Huấn luyện viên Manu Pulking lại để mất điểm một cách đáng tiếc và nhìn cách ông phản ứng sau khi coi highlight thì có thể bàn đến liệu đó có phải là một quả phạt đền hay không. Nhưng trọng tài thì đã check và sẽ ít rủi ro xảy ra lắm. Một trận derby hay từ trên khán đài, công nghệ và cho đến những pha bóng hấp dẫn trên sân. Và như Tuấn Hải sắp chia sẻ đây, giá mà vòng nào cũng được gặp những đối thủ mạnh như thế này. Cảm xúc của em rất là vui, bởi vì ngay phút cuối cùng thì nỗ lực của toàn đội đã gỡ lại được một điểm trận đấu này. Và thật sự thì em rất thích có nhiều những trận đấu như này, bởi vì có những trận đấu mà cường độ cao như này thì cá nhân của bọn em và các cầu thủ cũng sẽ được nâng tầm nhiều hơn và mình có thể chơi được cái thứ bóng đá mà cường độ cao nhất. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với Hải. Hải đã có ghi bàn nhưng đã bị VAR từ chối. Sau đó là Hải có một tình huống đá penalty ở những phút cuối cùng. Mặc dù rất áp lực, mặc dù ở những phút cuối cùng với cái tâm lý mà mình đã ghi bàn nhưng mà không được công nhận ở trước đó. Vậy trước chấm đá phạt thì Hải có bị sức ép nhiều không? Thật ra thì em cũng quen với cái áp lực này rồi, bởi vì ở đội thì rất nhiều lần em cũng đã thực hiện những quả penalty rồi. Và khi bước lên chấm penalty thì em cảm thấy rất là thoải mái và tự tin mình có thể sẽ làm được, bởi vì đây là tất cả những cái gì mà toàn đội đã đặt một niềm tin vào cho mình để mình thực hiện quả penalty đấy. Có một chi tiết rất vui là trước khi là thực hiện quả penalty thì Văn Trường cũng đứng ở đó và hình như Văn Trường cũng muốn thực hiện quả đá đấy hay sao. Vậy thì hai người đã trao đổi những cái gì ở cái tình huống đấy khi mà chưa rõ ai thực hiện? Ở tình huống đấy thì bạn Petro thì cũng muốn thực hiện quả penalty đấy. Nhưng mà em và bạn ấy cũng trao đổi và huấn luyện viên cũng có thông tin ở ngoài vào là muốn em thực hiện quả đấy. Và em và bạn cũng đã trao đổi với nhau rất là thoải mái để em có thể thực hiện quả bóng đấy. Hôm nay là một ngày rất hay của các cầu thủ nội binh và trong đó thì chúng ta có thể nhắc đến Văn Quyết. Văn Quyết đã trở thành một trong những cầu thủ là xuất sắc nhất của câu lạc bộ Hà Nội khi đã ghi được 116 bàn thắng. Vậy với cá nhân của Hải, một người trẻ, nhìn anh Văn Quyết tập luyện và thi đấu thì Hải học hỏi được những gì từ Văn Quyết? Cá nhân em khi được tập luyện cùng anh Văn Quyết thì bọn em cũng học hỏi rất là nhiều. Anh cũng chỉ bảo bọn em từ trong lúc tập luyện hay là thi đấu và anh luôn đặt tính tập thể lên hàng đầu và tất cả bọn em đều học hỏi và tất cả vì một mục tiêu, vì một quả sắc áo câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Vậy là trận derby đã khép lại theo cách mà người ta mong chờ nhất. Đó là thật nhiều drama. Bạn có quan điểm ra sao về quả phạt đền vào phút 109? Hãy để bình luận xuống dưới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những vlog tiếp theo trên kênh Bình luận viên Anh Quân Bóng đá Việt Nam.